Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Khi tỉnh đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả An An. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ là những tình tiết vô cùng đau buồn của cô gái tiên thư. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị với một điều bí mật nhất bởi vì Tâm An không muốn quý vị phải rơi nước mắt ngay từ những chi tiết đầu tiên. Đối với một cô gái mất ba, mất mẹ, bây giờ phải sống với một người mà mình từng phản đối cưới ba của mình, thì đối với Thư đó là một điều rất đau buồn. Nhưng ngày hôm nay, những biến cố lại ập đến. Đó là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ Xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. tôi làm theo lời của vũ nói thay bộ váy màu hồng phấn trước ngực thắt cái nơ to đùng mấy bộ quần áo bánh bèo này khi còn sống ở bên úc một cô bạn đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ động đến nhưng hôm nay có dịp lấy ra mặc trang điểm mất rất nhiều thời gian tôi cố biến mình khác đi mắt kẻ thật đậm đánh má hồng ngang ngửa cái màu bộ váy tôi đang mặc thêm đôi môi tô đỏ rực rỡ đảm bảo anh ta nhìn tôi chả dám hôn đâu khanh đến và gọi cho tôi lúc bước xuống lầu vũ đang uống nước bỗng bị sặc ngay tôi vui vẻ hỏi thế nào như vậy được chưa được chị đừng tỏ ra lạnh lùng làm vậy chỉ khiến anh ta muốn nảy sinh ham muốn chinh phục chị ừ tôi nhớ rồi lát nữa cậu cũng đến có đúng không ừ tôi nghe có cảm giác yên tâm hơn khánh đứng trước cổng thấy tôi ra cười tươi, mở cửa xe cho tôi. Khi nhìn rõ mặt của tôi, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc. Em ăn mặc kiểu gì thế này? Anh không thấy đẹp à? Ở Úc em hay mặc thế này, ai cũng khen xinh mà. Em vào trong nhà, thay bộ khác đi, tôi chờ. Tủ quần áo của em toàn kiểu như thế này, thay bộ nào cũng vậy thôi. Nói rồi không đợi anh ta phản ứng. Tôi ngồi vào trong xe và cười như một con dở Mặt Khánh bắt đầu không vui Thở hắt ra Tôi vuốt vuốt tóc Xịt keo hơi lố Nên bây giờ tóc bết dính thành một cục Hai hôm trước đến nhà Có bác trai Nên em không dám ăn mặt như thế này Hôm nay đi riêng với anh Em chuẩn bị hơi bị kỹ rồi đấy Anh thích không Ngày mai tôi đưa em đi shopping Bỏ mấy cái bộ váy này đi Xến xúa khánh không thèm nhìn tôi nữa hình như bàn anh đã tới đông đủ nên gọi điện réo mãi ra ngoài với bộ dạng này cũng rất thú vị ngay từ cửa nhân viên cho đến khách hàng đều nhìn chằm chằm vào tôi anh khánh ai thế này ừ, tên thư vợ sắp cưới của tao đấy chào mọi người trong phòng có một đám sáu người đang uống rượu nhìn thấy tôi đi cùng với khánh cả đám nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin một người không nhịn được lên tiếng ngay anh khánh anh muốn từ bỏ cuộc chơi à nên lập gia đình được rồi một chàng cười ha hả vang lên tôi tùy ý ngồi xuống bên cạnh khánh vừa vào anh ta đã uống hai ly những cô gái xinh đẹp nóng bỏng lần lượt bước vào giống như đã quá quen thuộc xà vào từng người đàn ông trong phòng một cô gái dán ngực vào tay của khánh anh khánh Cô gái này là ai vậy? Sao mà xấu xí thế này? Đừng có khinh người, cô ấy đẹp hơn khối đứa ở đây. Nhưng mà trông cô ta kìa. Tránh ra. Cô gái kia bị Khánh bực bội đẩy ra, tâm trạng của anh ta đang khó chịu, chắc chắn một phần là do tôi. Thì ra Khánh là kẻ yêu bằng mắt, lần đầu tiên dẫn tôi ra mắt bạn bè đã bị một fan xấu mặt, thật là hả hê. Anh làm sao thế? Ông già lại thiên vị thằng con riêng kìa nó làm gì có cửa mà dành với tao thôi bọn mày uống đi tay của khánh đặt lên vai của tôi vuốt ve từ phần lưng trở xuống nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt giờ mà hôn một cái không biết anh ta có nhảy cẫng lên không có người đầy cửa bước vào đó chính là vũ cậu ta tỏ vẻ không quen biết tôi nga ngớn ngồi xuống anh khánh lâu rồi mới gặp anh dạo này chú mày làm con ngoan rồi à chả thấy mặt mũi đâu Em đang đau đầu với mấy dự án mới Không có thời gian Mà anh đổi gu đấy à Khánh là người trọng sĩ diện Chỉ cần ai đã động đến sự tồn tại của tôi Anh ta đều khó chịu Bàn tay kia lấy ra khỏi vai của tôi Sau đó nhích môi đáp uhm. Vợ sắp cưới Mới bảo em tưởng con dở nào Nó bám theo anh Ai dè Anh xem cậu ta Vũ đùa thôi Tôi nắm lấy cánh tay của Khánh Phụng Viều, mấy người còn lại nhìn tôi khinh thường. Chen chú chén anh đến tận 11 giờ đêm. Tôi đi vệ sinh để ra ngoài hít thở một chút. Trong phòng lúc này toàn là mùi rượu và thuốc lá. Càng về khuya nơi này càng nhộn nhịp, ánh sáng mờ ảo từ hành lang tầng hai kéo dài. Tôi đi một mạch đến ngã rẽ đằng trước, bỗng va phải ai đó. Môi chuẩn xác hôn lên chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, dấu son in rõ. Tôi lúng túng lui ra sau Ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kiệt Chị Thư Chị làm gì ở đây À tôi đi với anh cậu Hai hàng chân mày đang nhíu chặt dần thả lòng ra Kiệt tự dưng lại cong môi và nói Chị trang điểm rất đẹp đấy Cậu có thích không Thích Lần sau chị đi với anh ta Chị cứ trang điểm như vậy Thế cậu đến đây làm gì Gặp đối tác Bây giờ tôi về chị có muốn đi cùng không? Đợi tôi một tí. Đám người kia không biết khi nào mới uống xong, tôi nhắn tin hỏi Vũ, cậu ta nói tôi cứ viện cớ đau bụng nên về trước. Khánh đang say sưa với một cô tiếp viên mới và không quan tâm gì đến tôi. Tôi làm theo lời của Vũ, đúng y như vậy. Khánh đáp một tiếng liền cúp máy. Chúng ta về thôi. Kiệt gật đầu, tôi cố tình giữ khoảng cách Nhỡ may gặp bạn của Khánh lại không hay Chị đợi tôi ở đây Tôi đi lấy xe Ừ Đứng trước cửa quán Tôi lấy gương ra soi Và tự bật cười với khuôn mặt không khác nào tấu hài của mình Một giọng nói mang theo sự ngạc nhiên truyền đến Chị Thư Là My Con gái của ông Thăng Con bé giống hệt tính của bố nó Mỗi lần gặp tôi Đều bày ra cái vẻ mặt khó ưa Giờ này vẫn còn đi chơi à Chị nghe chú nói Em không bao giờ về trễ sau 10 giờ cơ mà Tôi lớn rồi Không phải là con nít Tôi muốn đi mấy giờ kệ tôi Ồ thế thì chị lại lo chuyện bao đồng rồi My là con gái út Mỗi lần họ hàng bên nội gặp nhau Ông Thăng tầng bốc con mình Đến tận trời xanh Tuy chị em họ Nhưng hai đứa tôi không thân lắm Một phần cũng vì người lớn tác động My đi trước mặt tôi Thích thú ôm bụng cười chế giễu. Ôi trời Chị mới từ giạp xiếc nào ra đây thế này Nhìn buồn cười lắm sao Chị soi gương đi Nhìn vào còn tưởng chị bị dở hơi đấy Mà công nhận Chị cũng tự tin thật Và cái bộ dạng ma chê quỷ hờn đến đây Thảo nào gần 27 tuổi Mà lại chả có ma nào thèm Ai nói là không có Kiệt rào bước đi tới Áo sơ mi mở nút trên cùng Tay áo sắn lên Chân dài thẳng tắp Trong chiếc quần âu màu đen dáng vẻ phòng trần lãng tử Lúc trước cậu ấy trắng hơn tôi Bây giờ thì đỡ rồi Làn da màu đồng cực kỳ quyến rũ Cờ bắp như ẩn hiện Sau lớp áo sơ mi kia Vừa nãy Eva phải cứng đá như vậy Mi sững sờ nhìn cậu ấy không trước mắt Và con bé này mê trai Cũng không phải dạng vừa Mà tôi có thua kém gì nó chứ Kiệt càng tới gần Tôi càng thấy mặt mịch nóng gian Cậu ấy thản nhiên đặt tay lên vai của tôi Mì há hốc Chị đúng là không tầm thường Quen được trai trẻ cơ đấy Sao Pháp luật cấm Không được quen người nhỏ tuổi hơn à Anh ta <laughs> Như vậy Mà cũng yêu được chị cơ à Cô đúng là buồn cười Yêu được hay không thì kệ tôi Từ nãy tới giờ toàn kiệt trả lời Mì tôi chỉ đứng một chỗ và mỉm cười cũng khiến cho nó ghen ăn tức ở cái thói này là cha truyền con nối giống hệt nhau kiệt lấy túi sách hộ tôi ân cần và nói mình về thôi vâng tôi đi thật nhanh lâu ngày chạm mặt đứa mình ghét lại trong cái bộ dạng xấu xí mất hẳn phong độ kiệt mở cửa xe cho tôi chả biết xui xẻo thế nào lại bị khánh bắt gặp cái giọng khinh người kia nghe rất chói tai này Thằng con riêng kia Không phải Vũ nói anh ta đang bận Với cô tiếp viên mới vào hay sao Làm gì mà nhanh vậy Cũng may Kiệt nhanh chóng đóng cửa lại Cắt ngang ánh nhìn của Khánh Tôi lấy cái áo vét của Kiệt Chùm lên đầu Hé mắt xem thử tình hình bên ngoài ỉ bạn bè mình đông Khánh sân tới muốn đánh nhau Anh ta say rồi Giống như một thằng khùng vậy Còn đánh Kiệt một phát vào mặt Mà cậu ấy cũng không nhượng bộ đánh trả lại ngay Nhìn hỗn loạn vô cùng Tôi khẩn trương lấy điện thoại gọi cho Vũ Cậu ta có mặt trong đám đó Mà chẳng thấy đứng ra can ngăn Chỉ đứng khoanh tay Giống như đang xem kịch vậy Này Cậu mau ngăn anh ta lại đi Không phải là chị về rồi à Có kịp về đâu Đang ở trong xe đây này Vũ cúp máy liền tiến tới Và kéo Khánh ra Nói gì đó rồi cả đám dẫn nhau đi Tôi xót cho Kiệt không kiềm lòng được Mở cửa xe bước xuống Cậu có sao không Hơi đau ở đây Đưa tôi xem nào Bên má cậu ấy bị bầm tím Tôi nhóm chân kiểm tra xem Trên mặt còn chỗ nào bị thương không Vừa rồi cậu ấy chỉ bị đấm một cú vào mặt Còn Khánh thì bị đánh như đầu heo luôn Bất ngờ thật Bây giờ bị nhấc bồng lên Hai tay của tôi ôm chầm lấy kiệt Cậu ấy còn cười đùa với tôi Chị hôn tôi một cái đi Tôi sẽ hết đau ngay Nhỡ may anh ta quay lại thì sao Vậy thì chúng ta vào trong xe nhé Kiệt mở cửa xe và đẩy tôi vào Khẩn trương tìm trong túi sách bông tẩy Tôi nói với Kiệt Kìa từ từ Ừ không vội Kiệt gác tay lên ghế Nghiêng người nhìn tôi Tôi cố tình tô môi dày như thế này Trông như một miếng thịt bò vậy Làm sao có thể hôn cậu ấy với đôi môi này được chứ khi mà tẩy trang sạch sẽ xong tôi mỉm cười và nói <cười> xong rồi đây kiệt đưa mặt lại sát tôi chỉ tay lên vết thương ở má ra hiệu tôi tuồng tìm hôn một cái ngay lập tức cậu ấy giữ lấy eo của tôi từ má chuyển đến môi hơi thở dạo rực khuấy động nội tâm vốn đã nhộn nhịp của tôi nụ hôn mang theo men rượu khiến cho tôi lâng lâng đây là lần thứ hai tôi hôn nhau như vậy Hai vòng tay của tôi ôm lấy cổ của cậu ấy Càng lúc càng thấy người mình nóng lên Đến khi không chịu nổi Tôi ủy khuất đẩy kiệt ra Hết đau rồi Lại xạo Biết xạo Tại sao chị còn nghe Tôi bĩu môi Rồi sau đó ngồi ngay ngắn Kiệt mỉm cười và lái xe rời đi Tối nay tôi bị u mê rồi Tôi không cưỡng được sức hút của Kiệt Chỉ cần cậu ấy nhíu mày kêu đau là tôi lo suốt vó Bảo tôi hôn tôi sẽ hôn ngay Lúc nãy tôi nghe mọi người nhắc đến bố của chị Vậy sao Ông ấy giỏi lắm Có đúng không Ừ Chị cũng vậy Năm đó mẹ mất Tôi suy sụp hơn một tháng Mới lấy lại được tinh thần Không được mạnh mẽ như chị bây giờ Hoàn cảnh không cho phép tôi yêu đuối Kiệt nhìn tôi nhưng không nói gì nữa khi gần đến nhà tôi hỏi kiệt tại sao bốn năm qua cậu không liên lạc với tôi khi được bố đón về nhà trong mắt mọi người tôi chỉ là một thằng con riêng tôi không ngừng nỗ lực để giành được sự tin tưởng tôi coi trọng bố tôi nghĩ rằng chưa có sự nghiệp trong tay tôi không xứng với chị bởi vậy nên cậu mới trốn tôi à có biết sau khi tốt nghiệp không liên lạc được với cậu tôi rất lo lắng cho cậu không? Tôi nói như đang xả giận, còn Kiệt thì cười rất vui vẻ. Chúng tôi hình như có lỡ nhịp với thời gian. Nếu tôi đến tìm Kiệt sớm hơn, nếu như cậu ấy chịu liên lạc với tôi, thì mọi chuyện đã khác. Đến nhà, khi thấy tôi định xuống xe, bỗng Kiệt kéo tay tôi lại. Chị nhất định phải chờ tôi. Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Bố cậu mà biết chúng ta gặp nhau như thế này, sẽ bất lợi cho cậu tôi không sợ cùng lắm là trở lại như trước nhưng tôi không muốn đánh mất chị cậu chỉ nhất thời rung động với tôi không phải là tình yêu đâu sau này cậu sẽ gặp được người hợp với mình hơn tạm biệt tôi không đợi cho cậu ấy nói tiếp tôi dứt khoát mở cửa xe bước xuống nhìn ra phía sau chiếc xe đắt tiền của vũ đập vào mắt của tôi cậu ta cũng nhiều chuyện lắm về rồi mà không chịu bước vào trong nhà Sao con về muộn thế Dạ Dì chưa ngủ à Chưa Tối nay con với thằng Vũ đều về trễ Dì không yên tâm Bà Hoa thở dài nhìn tôi Phía sau Thì có tiếng huyết sáo của Vũ Mẹ Hai đứa về chung với nhau đi à Cậu ta nhún vai nhìn tôi cười Và đầy ẩn ý Chị Thư có trai trẻ đưa về Trùng hợp lại gặp ngoài cổng ạ à? Trai trẻ gì Mẹ đi mà hỏi chị ta tôi mỉm môi cái tên vũ này đúng là lắm chuyện ông dung đi về phòng để lại sự thắc mắc to đùng bà hoa nhíu mày hỏi tôi còn có bạn trai sao thư kìa gì gì đừng nghe cậu ấy nói Còn sắp cưới chồng rồi tâm tư đâu mà quen bạn trai chứ bà hoa nghe xong có vẻ tiếc nuối về phòng tôi nhận được tin nhắn của khánh sau đêm nay anh ta càng muốn tôi phải thay đổi nhiều hơn. nào là sáng mai phải đi mua sắm, còn bắt tôi về để mặt mộc, không được trang điểm như tối qua. Khánh còn biến thái đến mức gửi ảnh mấy cô người mẫu ăn mặc mát mẻ, nói rằng thích tôi mặc như vậy. đúng là điên rồi, chắc là bị đánh, đến đầu óc bị lú lẫn rồi. tôi xem nhưng không trả lời. anh ta liền chuyển sang gọi điện cho tôi. em về nhà chưa? về rồi. mấy tấm ảnh kia xem qua rồi chứ vâng tiếng cười trầm thấp truyền sang cái tên biến thái này không biết nghĩ gì tôi chưa từng sợ đến gần người đàn ông nào như anh ta trong đầu toàn là ý đồ đen tối chúng ta gọi video nhé em tắt đèn đi ngủ rồi có gì ngày mai gặp nhưng mà tôi nhớ em thì phải làm sao đây trời đất ơi nghe anh ta nói kìa tôi nổi hết cả da gà đem điện thoại để lại gần Tôi giả vờ ngáy thật to Mặc kệ Khánh đang nói gì đó Được một lúc thì anh ta cũng tắt máy Tôi nhìn trần nhà Viễn cảnh khi về sống chung với Khánh Chưa gì đã toàn màu u ám Ước gì có ai đó cứu rỗi cuộc đời của tôi Cho tôi một số tiền lớn Để đền bù hợp đồng Cho ông Thiện thì quá tốt Nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài Trong đợi vào người khác Thả tự thân vận động còn tốt hơn Buổi sáng như thường lệ Tôi và Vũ ăn sáng xong sẽ đến công ty Nhưng hôm nay cả hai ngồi vào bàn Và không thấy bà Hoa đâu Tôi lo lắng Cô Mai này Sáng giờ gì Hoa có ra ngoài không ạ Có Bà chủ đi tập thể dục Bây giờ chưa về Vũ đứng lên muốn đi tìm Bình thường giờ này bà ấy về rồi Tôi cũng không yên tâm nên đi theo Cách nhà 100 mét có một công viên nhỏ Buổi sáng mọi người thường hay tập thể dục Chạy bộ ở đó Vũ hoàng màng nói Tôi qua bên kia đi tìm Ừ, nếu như gặp gì Gọi điện báo cho tôi đấy Hai đứa khẩn trương chia nhau ra Hơn 7 giờ nên ít người còn ở lại Tôi vừa chạy vừa quan sát thật kỹ Phía trước có hai người phụ nữ đang tôm lại Tôi chạy đến thử Thì nhìn thấy bà Hoa ngồi bệt dưới đất nhăn nhó Dì Ôi thử đi à Chân của dì hình như bị chật rồi để con gọi Vũ Cõng gì về Bà Hòa chạy bộ sơ ý Vấp phải thanh gỗ nên bị ngã Chân trái bị chật Phải đến bác sĩ chỉnh lại Tôi cùng Vũ đưa bài đến bệnh viện Sau đó tôi mới tới công ty Hôm nay mọi người nhìn tôi rất lạ Chú Tuấn thấy tôi tới Liền nói ngay Có người đến tìm cô đấy Ai vậy chú Anh ta đang ở trong phòng chờ Là phó giám đốc của tập đoàn Thiện Đức Khách tới sớm như vậy không đi làm mà chạy đến chỗ tôi ư đúng là con ông chủ có khác mở cửa phòng làm việc dáng người lịch lãm điển trai của ai đó đập vào mắt của tôi kiệt tại sao là cậu sao chị bất ngờ thế chị đang chờ ai ư thì đêm qua khánh gọi cho tôi nói rằng sáng nay anh ta sẽ đến kiệt nhìn đồng hồ điềm tĩnh trả lời thắc mắc của tôi bây giờ chắc là anh ta đang ở trên máy bay rồi Đi công tác à? Đúng, một chuyến công tác bắt buộc Anh ta đi mấy ngày? Bốn ngày Tôi nhẹ nhõm ngồi xuống Giờ mới có tâm trạng nghĩ xem Mục đích của Kiệt đến đây làm gì Đêm qua tôi nói rõ rồi Chẳng nhẽ cậu ấy không nghe lọt tai Sáng nay cậu không đi làm à? Tôi nhớ chị Nên qua đây gặp chị một lát Này, cậu Cà phê của công ty chị rất ngon Chị uống thử đi Kiệt cắt ngang lời tôi Không biết cậu ấy đang nghĩ gì Cứ như thế này Tôi cũng bị cám dỗ theo cậu ấy mất thôi Nhìn ly cà phê trên bàn Tôi lắc đầu Tôi không thích cà phê Cậu uống xong chưa Chị muốn đuổi tôi Chị đây không rảnh để tiếp đãi cậu Một đống tài liệu Đang chờ tôi xem qua cái kìa Thôi được rồi tôi về Bỏ hoa này tôi tặng cho chị Lại còn bày vẽ tặng cả hoa Tự dưng chạy tới đây để uống một cốc cà phê rồi đi làm Thật là hết cách với cậu ấy Tôi đem bó hoa hồng cắm vào lọ Sau đó đặt trên bàn làm việc Tâm trạng vô cùng thư thái Mở tài liệu ra xem Buổi chiều tôi cùng với chú Tuấn đến công trình Dự án xây dựng nhà ở cho nhân viên Đã hoàn thành hơn nửa tiến độ Giám sát công trình báo cáo Rồi đưa cho tôi xem các hạng mục Đã được nghiệm thu Cô không sao đấy chứ Dạ không sao Cảm ơn chú. Tôi đi đứng không cẩn thận nên đôi giày cao gót của tôi bị trẹo một bên, đau điếng nhưng phải cố mỉm cười và trả lời. Về lại công ty tôi nhận được điện thoại của ông Thiện, tuy Khánh không có nhà nhưng ông vẫn muốn tôi đến ăn cơm tối. Tiền tôi cũng nhận rồi, tôi không từ chối bất cứ yêu cầu gì của ông ấy. Tan làm tôi cũng ghé qua bên đó. Hôm nay ngoài tôi ra còn có sự xuất hiện của một cô gái thấy tôi đến ông thiện giới thiệu ngay đây là Huyền bạn gái của Kiệt hai đứa làm quen với nhau đi sau này là chị em chung nhà em chào chị Thư ạ à. mới nghe bác trai nói tháng sau chị và anh Khánh đính hôn em chúc mừng chị ừ. cảm ơn cô đây là bạn gái của Kiệt sao cô ta có vẻ không ưa tôi nụ cười có phần thâm sâu cười mỉa mai thì đúng hơn nhưng phải nói là Huyền đẹp và trẻ hơn tôi rất nhiều. Đứng với Kiệt, chắc chắn rất xứng đôi. Không biết sao khoảng cách chỉ có 4 tuổi, nhưng khi đi chung với Kiệt, ai cũng nhìn ra tôi lớn tuổi hơn. Mặc dù tôi đã cố gắng chăm chút bản thân. Huyền nói chuyện rất khéo, ngọt ngào, giống như là rót mật vào tai vậy. "Bác ơi, anh Kiệt khi nào mới về? Cả tháng nay anh ấy bận bịu, không chịu gặp con à?" Mấy hôm nay đúng là nó bận thật Bác ít đến công ty Mọi việc giao cho Kiệt xử lý Đợi qua tháng sau Thằng Khánh nó đính hôn Bác chia bớt việc cho nó Anh Khánh trước đây Có thấy làm gì đâu Nghe bố con nói Họp cổ đông cũng không thấy mặt mũi đâu à Tôi âm thầm đánh giá Cô gái này chắc không phải dạng vừa Gia đình có bề thế lắm Mới dám ở trước mặt ông Thiện Chê bài Khánh như vậy Cô ta tự dưng quay sang nhìn tôi và đá xéo chị thư chị quản anh khánh cho chặt vào lập gia đình rồi nên tập trung vào công việc đừng có suốt ngày chơi bời huyền giống như mẹ chồng đang dạy dỗ con dâu mới tôi cười trừ và đáp ngay chị sợ anh ấy không chịu nghe lời lại giận tôi chị cứ yên tâm đi bác trai nói rồi nếu như anh khánh có ý định ly hôn với chị thì sẽ không được thừa kế tài sản đâu tôi cười không nổi vậy mà còn tưởng làm mọi cách để khánh ghét bỏ mình thì mình sẽ sớm thoát khỏi anh ta nhưng tôi đã lầm sao ông thiện lại để tôi lấy số tiền kia một cách dễ dàng như vậy chứ huyền đứng bật dậy vui vẻ nói ơ anh kiệt anh về rồi cô đến khi nào dạ em đến nửa tiếng rồi để em kêu người dọn cơm nhé kiệt gật đầu sau đó quay sang nhìn tôi trong hai người họ giống như vợ chồng son vậy ánh mắt của kiệt quá mức công khai nên huyền cũng để ý thôi anh về phòng thay quần áo đi cậu ấy vừa quay lưng đi huyền nhìn tôi đầy khó chịu chị thư chị vào phụ với em trong nhà có người giúp việc không biết cô ta muốn tôi phụ làm cái gì đây huyền khoanh tay bước vào trong bếp dáng vẻ ta đây chỉ trò lấy hộ em cái tô với đây, cẩn thận không nóng đấy. Tôi có nhã ý muốn nhắc nhở. Không ngờ chính mình là người hưởng chọn tô canh nóng. Từ đùi, truyền đến cảm giác đau đớn. Huyền sốt sáng kêu lên. Ui giời ơi, chị có làm sao không ạ? À? Sao chị bất cẩn thế? Rõ ràng cô ta cố ý hất tô canh lên người tôi. Vậy mà còn giả vờ. Đúng là hay thật. Tôi mím môi và đáp lại. Tôi rất cẩn thận. Là cô bất ngờ bỏ tay ra còn gì? Sao chị lại nói em như vậy được Có chuyện gì thế Bác ơi Chị Thư nói con cố ý Đổ nước canh nóng lên người chị ấy Ông Thiện nghe tiếng ồn ào Nên vào xem thử Cô giúp việc đứng kế bên ái ngại cúi đầu Không biết đúng sai thế nào Nhưng ông Thiện chắc chắn sẽ bênh vực huyền Tôi kìm nén cơn đau bỏng rát Cháu xin phép Vào nhà vệ sinh một lát ạ Đến việc di chuyển tôi cũng cảm thấy rất đau Một màng từ đùi trở xuống Bị dính nước canh Vào nhà vệ sinh tôi mím môi kiểm tra vết bỏng Xem có nghiêm trọng không Da thịt trắng nõn Giờ chuyển sang đỏ ửng cả lên Chị Thư Mở cửa đi Ngoài cửa giọng của Kiệt lo lắng vọng vào Tôi thở dài mở chốt cửa Cậu ấy khẩn trương hỏi tôi Chị bị thương ở đâu Tôi kéo váy xuống chỉ cho cậu ấy nhìn thấy một phần Chị ngồi im đi Để tôi xem nào Kiệt không ngần ngại vén váy của tôi lên cao Khi nhìn thấy vết bỏng Ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo vô cùng Kiệt lấy vòi sen xả nước cho vết thương dịu bớt Chân của tôi đặt lên đùi cậu ấy Nên quần áo cũng ướt hết Kiệt dịu giọng nói với tôi Chắc là đau lắm Có đúng không Đỡ hơn rồi Tôi hơi ngại Bởi vì tay cậu ấy đang giữ váy của mình chỉ cần vén lên một tí nữa thôi Là chạm đến những nơi không nên chạm Này Cậu bỏ tay ra đi Chẳng phải Chị cũng thấy hết của tôi rồi à Tôi không nhớ gì Có cần xem lại cho nhớ không Đi mà cho bạn gái của cậu xem Tôi không cần Huyền không phải là bạn gái của tôi đâu Được 15 phút Kiệt tắt vòi nước Lấy khăn tắm lau thật nhẹ đùi cho tôi Tỉ mì từng chút một Giống như sợ tôi đau Chị ngồi yên ở đây Tôi về phòng lấy thuốc mỡ Chị Thư có bị làm sao không anh? Kiệt vừa mở cửa thì nghe giọng của Huyền lo lắng Khi nhìn thấy quần cậu ấy bị ướt Cô ta nhíu mày Không kiêng rè gì Phóng ánh mắt như dao găm về phía của tôi Kiệt lướt qua không đáp lại Lại càng khiến cho Huyền tức hơn bĩu môi bước vào hỏi tôi Chị và anh ấy Có quan hệ gì? Chúng tôi chả có quan hệ gì cả Thật không? Thế tại sao anh Kiệt Lại có vẻ quan tâm đến chị như thế Cô đi mà hỏi cậu ta Chị Chị được lắm Tốt nhất ý Chị nên biết thần biết phận của mình Chị đừng cố quyến rũ bạn trai của tôi Kiệt lúc này trở lại Nắm tay của Huyền và kéo ra Cô ở Mỹ cái gì thế Cô đi ra ngoài đi Anh dám lớn tiếng với em Nãy giờ hai người ở trong này Làm cái trò gì Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô Nhưng anh là bạn trai của em Anh không được quan tâm đến cô gái khác ngoài em Thôi được rồi Hai người đi ra ngoài hết đi Tôi phải thoa thuốc Thái độ của Huyền rất ngang bướng Loại tiểu thư nhà giàu Từ bé được cưng như trứng, hứng như hoa Chỉ mới động một tí thôi Đã nháo nhào cả lên Tôi thoa thuốc xong thì bước ra ngoài Mọi người đang ngồi chờ Ông Thiện điềm tĩnh lên tiếng Cháu không bị gì nghiêm trọng đấy chứ Dạ vâng ạ à. Xin lỗi chị Lúc nãy em lỡ tay Em không biết chị đứng phía sau Cô ta đang diễn cái gì vậy Tôi cũng không lớn chuyện Nên gật đầu cho qua Coi như biết được tính của Huyền Sau này nhất định phải đề phòng Trong lúc ăn cơm Ông Thiện có nhắc đến việc đính hôn của tôi và Khánh Huyền có vẻ rất hào hứng Giờ tôi mới biết Cô ta là con gái của ông chủ khu nghỉ dưỡng đẳng cấp Bậc nhất Hà Thành nếu chị thích thì hôn lễ có thể tổ chức ở nhà hàng của gia đình em tổ chức đơn giản cũng được tôi không thích cầu kỳ nhưng mà em thì ngược lại đấy hôn lễ của em và kiệt chắc chắn là hoành tráng nhất cho mà xem ông thiện tìm người môn đăng hộ đối để kết xuôi tôi chỉ là vô tình vớ được chiếc phao cứu sinh từ ông ấy nên mới trở thành con dâu tương lai mà cũng phải người như khánh đảm bảo chả có cô gái nào muốn cưới anh ta Kiệt ngồi nghe với gương mặt chẳng chút cảm xúc, lâu lâu lại ngồi nhìn tôi đăm chiêu. ăn tối xong Huyền nằng nặc đòi Kiệt đưa về. Cô ta rất thích thể hiện, ôm cánh tay của cậu ấy, cười tươi giói. Chị có biết không, bố mẹ em quý anh Kiệt lắm. Vậy thì cô giữ cho chắc vào. Kèo bố mẹ cô lại mất đi con rể quý. Tôi nhún vai bước vào, Huyền làm nũng điệu. Anh Kiệt. Chúng ta đi xem phim nhé Em chưa muốn về Tôi bận lắm Đang định đóng cửa Thì một cánh tay chặn lại Tôi ngước lên nhướng mày hỏi Gì thế Tôi chị nhớ thoa thuốc một lần nữa Nếu có vấn đề gì Thì chị phải đến bệnh viện kiểm tra Điện thoại tôi luôn mở Tôi biết rồi Kiệt mỉm cười Rất thản nhiên xoa đầu tôi Có cần phải hành động công khai như vậy không Tôi mỉm môi cảnh cáo Phía sau giọng cô Huyền the thế Hai người làm cái gì thế à Kiệt giúp tôi đóng cửa xe lại Ngăn lại cái âm thanh chói tai của Huyền Hôm nay đủ thứ chuyện xui xẻo Tôi đều gặp hết Nào là mắt cá chân của tôi sưng vù Nào là bị bỏng ở đùi Tôi đang lái xe thì Khánh gọi Anh ta nói rằng bốn ngày nữa mới về Khi đó sẽ dành cho tôi một món quà đặc biệt Nghe anh ta nói tôi thấy lo nhiều hơn Ước gì món quà kia đừng đến lượt mình. Chị bị làm sao thế? Tôi không đi được bình thường nên Vũ nhìn và thắc mắc. Bị tạt nước nóng. Ai mà to gan thế? Không sợ chị ăn miếng trả miếng à? Bà Hoa từ trong bếp đi ra nghe màn đối thoại vừa rồi thì lo lắng hỏi. Con bị bỏng ở đâu? Con nặng lắm không thư. Dạ, con không sao đâu gì. Con thoa thuốc rồi ạ. À? mọi người đều đang tập trung hết ở phòng khách không ngờ bố mới mất tôi lại sống với hai người mình từng ghét rất hòa thuận vũ xem đá bóng tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng tai thì đang nghe ngóng tôi và bà hoa nói chuyện đêm qua dì nằm mơ thấy bố con về ông ấy hình như ốm đi nhiều thế bố có nhắc gì về con không gì tôi ôm bà vai của bà hoa cười khổ từ ngày bố mất tôi không tỏ ra chán nản hay buồn bã gì trước mặt mọi người kiệt nói đúng tôi là cô gái mạnh mẽ nhưng mà ngay lúc này lại cảm thấy yếu lòng bà hoa xúc động ôm tôi khóc nghẹn vũ thờ dài tắt tivi và bỏ về phòng bốn ngày trôi qua rất nhanh kiệt có gọi cho tôi mấy lần nhưng tôi không nghe máy biết tôi trốn tránh nên cậu ấy cũng không tới tìm tôi sau cái hôm ở nhà ông thiện về ngay lập tức thông tin tôi và Khánh đính hôn Nổi đầy các hoạt báo Trên thương trường ai chả biết Tập đoàn Thiện Đức quy mô lớn cỡ nào Do đó mọi thông tin đều được săn đón Ông Thiện chắc chắn đã nhìn ra điều gì Nên sau một đêm liền công khai Bây giờ tôi gắn trên mình cái mác con dâu nhà hào môn sáng chói Ai gặp tôi cũng chúc mừng Sáng này Vũ đi công tác Trước đó cậu ta nhờ tôi quan tâm đến bà Hoa nhiều hơn Cái chân bị thương cũng khỏi nhưng bà ấy suốt ngày cứ quanh quần ở nhà Tiệm spa ba khai trương Cũng chả muốn đến Dì ơi Hôm nay chúng ta đến bệnh viện Khám tổng quát nhé Thôi dì có bị làm sao đâu Được hôm con rảnh Con đưa dì đi khám cho yên tâm Năn nỉ mãi bà Hoa mới chịu đi Đến bệnh viện tôi làm thủ tục Rồi ngồi chờ bà ấy Tiếng giày cao gót dẫm xuống nền gạch Tạo nên âm thanh thật là chói tai Là Huyền Cô ta không nhìn thấy tôi dáng vẻ gấp gáp bước vào thang máy Đầy lòng hiếu kỳ Chờ thang máy đóng lại Tôi chạy tới xem thử cô ta Đi đến tầng mấy Thật là bất ngờ Tầng 4 là khoa phụ sản Huyền khám gì ở đây chứ Chẳng nhẽ Tôi không nhịn được sự tò mò Nên theo dõi cô ta Nhìn Huyền có vẻ lấm lét Sắc mặt không được tự nhiên cho lắm Đến trước phòng chờ thì lấy khẩu trang ra đeo Đợi y tá đọc đến tên, Huyền khẩn Trương bước vào phòng. Tôi ở bên ngoài chẳng ngó được gì. Bà Hoa đang xét nghiệm máu nên tôi cố gắng bám ở đây để chờ Huyền ra. Một chị bên cạnh lân la hỏi tôi. Em được mấy tháng rồi? À, em chờ người nhà, không phải đến khám thai ạ. À? à, vậy sao? Nhìn quanh ở đây toàn là bà bầu, tôi càng thêm chắc nịch về suy đoán của mình. Đợi một lúc mới thấy Huyền ra. Sau đó vội vàng rời đi. Tôi có thai rồi. Tôi núp sau cánh cửa nghe Huyền gọi điện thoại, cầu thang bộ không có ai, giọng của cô ta vang lên rất rõ. Cái thai này là của ai chứ? Hay là của Kiệt? Tôi chú tâm dòng tai nghe thử, giọng đàn ông trong điện thoại thì bị Huyền làm cho hú hồn. Anh là đồ khốn, hôm đó anh bỏ thuốc nên mới phát sinh cái thai này. Tôi sẽ nói với bố khiến cho anh thân bại danh liệt khánh à anh đừng tưởng xin lỗi là xong tôi choáng váng vô cùng không hề nghe lầm huyền có thai với khánh chưa hết bàng hoàng tôi lại nghe cô ta nói tiếp nếu anh muốn yên ổn thì biến đứa bé này thành con của kiệt đi tôi mới mang thai có một tháng thôi không có ai nghi ngờ gì đâu xin lỗi cho tôi qua một người đàn ông xuất hiện khiến cho huyền im bặt tôi vội vàng chạy đi sợ rằng cô ta sẽ phát hiện hai người họ đúng là ghê gớm ăn ốc nhưng lại muốn người khác đồ vỏ tôi phải nói với kiệt mới được để cậu ấy đề phòng bà hoa đã khám xong không nhìn thấy tôi nên đi tìm sáng nay tôi không đến công ty từ bệnh viện về tôi liền gọi cho kiệt đang lúc cần gặp cậu ấy thì cậu ấy không nghe máy mãi đến chập tối mới gọi lại giọng của kiệt nghe có vẻ rất mệt mỏi Chị nhớ tôi đi à Nói nhảm Báo cho cậu một tin sốt dẻo đấy Tin gì Bạn gái của cậu có thai rồi Kiệt ngừng một lát sau đó mới hỏi Giống như có rất nhiều bạn gái quá Nên không biết ai mang thai Tôi thở dài và đáp ngay Cái huyền đấy Hừm, Cô ta có thai với ai thì tùy Nhưng không phải là của tôi đâu Chị đừng hiểu nhầm Tôi biết chứ Nhưng Huyền muốn Cậu làm bố của đứa bé đấy Cô ta nằm mơ đấy à Tối nay chị có rảnh không Gặp nhau một lát thôi Tôi rất khoát từ chối Khánh đã về rồi Tôi không muốn gây thêm rắc rối Chỉ có hai người ở nhà Nên ăn tối xong tôi dành thời gian cùng xem phim với bà Hoa Mẹ mất sớm Khi đó tôi chỉ mới 2 tuổi Đến mặt mẹ như thế nào tôi còn chả nhớ Chỉ được nhìn thấy qua ảnh Bây giờ tôi cảm nhận được sự yêu thương Quan tâm thật lòng từ bà Hoa nên quan niệm về nhân sinh cũng thay đổi Hơn 11 giờ Tôi chuẩn bị đi ngủ Thì điện thoại reo lên Là Khánh gọi cho tôi Phải đến lần thứ tư tôi mới nghe máy Anh ta còn dai hơn đỉa Em làm cái gì mà lâu nghe máy vậy Em đang ngủ Vẫn còn sớm Đến chỗ tôi đi Để hôm khác Hôm nay em mệt Khuya rồi anh đừng uống nhiều quá Xung quanh có tiếng ồn ào Chắc hẳn là Khánh đang cùng với đám bạn tụ tập Anh ta đi công tác 4 ngày Không khác nào bị giam hãm Vừa về đến nhà đã chứng nào tật đấy Vậy thì tối mai gặp Tôi có món quà bất ngờ dành cho em Vâng em ngủ đây tạm biệt Món quà bí ẩn kia khiến cho tôi suy nghĩ đến mức thức trắng cả đêm Lần đầu tiên trong đời Sắp được tặng quà mà lo lắng đến như vậy Mang theo đôi mắt thầm quầng đến công ty bố con ông thằng mới sáng đã có mặt trước phòng làm việc của tôi nhìn cái mi không được vui lắm giống như bị bố nó ép nó tới đây nói chuyện nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt của tôi chị thư hôm nay em đến đây xin việc nhờ chị giúp em sắp xếp vị trí nào cũng được em sẽ cố gắng làm tốt đã làm lễ tân em có đồng ý không dạ thôi em đứng mỏi chân lắm em thích làm văn phòng hơn cái mì tốt nghiệp hướng dẫn viên du lịch dáng người cao giáo xinh xắn Chả hiểu tại sao cứ muốn vào công ty tôi làm Hôm trước tôi từ chối Ông Thăng một lần rồi Mới cầu trước bảo vị trí nào cũng được Cầu sau lại chê ỏng chê ẻo Ông Thăng cười tươi Trả lời thay cho con gái Làm lễ tân cũng được Cảm ơn cháu Kìa bố Còn cảm ơn chị Thư đi Cảm ơn chị Thư ạ à. Không có gì Chú về làm việc đi Còn mi ngày mai em đến thử việc nhé tôi đang tiến hành thay đổi một số vị trí giờ mới thấy có vài chỗ quản lý rất lòng lẻo thế nhưng sự thay đổi của tôi đã khiến một số người không được hài lòng đầu giờ chiều tôi nhận được điện thoại của khánh mới biết hôm nay là sinh nhật của anh ta khánh bảo tan làm sẽ đến đón tôi đưa tôi đi mua quần áo tối nay đám bạn của anh ta thuê hẳn một chiếc du thuyền để tổ chức sinh nhật vũ đi công tác rồi nên tôi chẳng quen ai ở đó Nhớ đến món quà bí ẩn kia Tôi cứ bồn chồn không yên Khanh đến rất đúng giờ Tôi lấy túi sách rồi xuống gặp anh ta Trước cổng chiếc xế hộp tiền tỷ của Khánh Chắn ngang đường Cách đậu xe cũng giống như con người của anh ta Rất là ngông cuồng Gặp mặt mấy lần nhưng tôi chưa quen với cách đối xử thân mật của anh ta Trời phú cho thân hình bành bao Gương mặt không đến nỗi Nhưng nụ cười thì quá đều Sao em cứ thích mặc mấy bộ đồ cổ hủ như thế này nhỉ Em thấy đẹp mà Nhìn phát ngấy Cơ thể của em đẹp như vậy Nên phô bày những chỗ đẹp ra Để cho tôi ngắm chứ Ánh mắt sỗ sàng của Khánh Dường trước ngực của tôi cười đều Cảm giác như anh ta đang nhìn xuyên thấu Qua hai lớp áo của tôi Tôi khó chịu ra mặt Bây giờ chúng ta đi đâu đây Tôi đưa em đi Cởi bộ váy này ra trước tốt nhất đừng nên nói chuyện với anh ta thì hơn không được một câu tử tế nào khánh đưa tôi tới một cửa hàng quần áo những mẫu váy sang trọng được yêu cầu đem ra nhưng mắt thẩm mỹ của anh ta chỉ dừng trước những bộ đồ hở trên ngắn dưới cầm ba bộ váy anh ta chọn tôi miễn cưỡng bước vào phòng thử đồ lúc trước cũng hay tụ tập chơi bời phong cách ăn mặc của tôi có phần nổi loạn nhưng hiện tại tôi không tiếp nhận được cái thể loại quần áo này chiếc váy hai dây màu đen hờ hết phần lưng phía trước hờ hững thì lúc này tôi tặc lưỡi sao thế mấy bộ này không vừa em muốn chọn bộ khác ôi chị thư đấy à hai người đang thử đồ đấy à huyền khoác tay kiệt vui vẻ bước vào tôi dám cá đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ lần đầu tiên cả bốn người chạm mặt nhau ai cũng mang theo suy tính riêng cả khánh và huyền không ngờ được là tôi đã biết âm mưu của hai người họ, để xem muốn làm gì đây." Khánh nhếch môi lên tiếng. "Hôm nay là sinh nhật của tôi, nếu hai người không bận thì đến tham gia luôn." "Ôi, sinh nhật của anh á? Sao bọn em có thể không đến được, phải không anh Kiệt?" "Ừ." Từ lúc bước vào, Kiệt không ngần ngại luôn hướng ánh mắt nhìn về tôi, nhất cử nhất động đều được cậu ấy để ý. Khánh đột nhiên đứng lên, chỉ vào bộ váy phía sau lưng của tôi. Em mặc bộ đó đi Chắc chắn là vừa Chúng ta còn phải ghé qua một nơi Vâng, đợi em đi thay nhé Bên ngoài ba người họ không biết nói gì Trong phòng thử đồ tôi nghe tiếng của Huyền Cách cô ta gọi tên Kiệt nghe rất mùi mẫn Tôi không chần chừ thay nhanh đồ ra So với mấy bộ khi nãy Bộ này kín hơn Huyền trầm trồ lên tiếng Chị Thư đẹp thật đấy Anh Khánh kỳ này Hết để mắt tới cô nào luôn nhá Tất nhiên rồi Vợ của tôi đâu có thua kém ai Mà phải cảm ơn bố Khi không lại kiếm được một cô vợ xinh đẹp thế này cho tôi Mà Kiệt Mày thấy có đúng không Chưa phải là của mình Anh đừng có mừng vội Sao mày muốn giành à Cái gì mà không phải của tao Mày nên gọi thư một tiếng chị dâu Ngay từ bây giờ đi là vừa Tôi không muốn đôi cò ở đây Nên kéo tay Khánh mình đi thôi em xong rồi Tạm biệt hai người Tối gặp lại nhé Từ cửa hàng quần áo đến chỗ trang điểm Cũng hơn 7 giờ Đám bạn của Khánh chuẩn bị xong bữa tiệc hoành tráng cho anh ta Tối nay tôi xuất hiện với một phong cách khác Nên khá nhiều người ngạc nhiên Trong đó có cái tên hôm trước Chê bài tôi xấu Còn tưởng anh Khánh đi với cô nào mới Hóa ra là vợ sắp cưới à Mấy chú cũng nên cưới vợ đi Bọn em ý à Vẫn chưa chơi chán Đông đủ hết chưa Dạ thiếu mỗi mình anh Khánh Đợi thêm một lát đi Thằng con riêng kia cũng tới đấy Mỗi lần nghe Khánh nhắc tới Kiệt Với giọng điệu đó tôi rất bực bội Sao có thể xem thường người khác như vậy chứ Tôi không muốn ai xỉ vả Hay đặt điều nói xấu Kiệt Bởi vì cậu ấy không phải là người xấu Tôi dành cho chàng trai này Sự tin tưởng rất lớn Đơn giản bởi vì tôi thích cậu ấy Đám bạn của Khánh mỗi người Đều đưa theo một cô gái Tôi lạc lõng đứng cạnh anh ta Mười phút sau Kiệt và Huyền có mặt Hai người họ quả thật rất đẹp đôi Tôi nhìn có chút ganh tí Từng tưởng tượng vô vàn cách theo đuổi cậu ấy Từng ngắm nghĩa không biết chán Mấy tấm hình Chụp ở cánh đồng tam giác mạch Tôi cứ tưởng năm đó sắp có được trái tim của Kiệt Chỉ thiếu một bước nữa thôi Ơ, ừ, đây chẳng phải là Huyền à? làm gì mà ngạc nhiên vậy em đang quen thằng à em trai của anh khánh đấy à người hỏi là mạnh kẻ nhiều chuyện nhất trong đám bạn của khánh mọi người đều rất hiếu kỳ đợi huyền trả lời nhìn vào thì biết chẳng qua bọn họ muốn khích bác kiệt mà thôi vâng đây là kiệt bạn trai của em đều là người quen cả không cần phải giới thiệu nào chúng ta khai tiệc đi sinh nhật của khánh tổ chức rất xa xỉ chiếc du thuyền chậm rãi rời bờ đêm nay sẽ rất náo nhiệt khánh siết chặt eo của tôi cười nói nâng ly với tất cả mọi người phía bên kia huyền vẫn bám theo kiệt một tấc không rời tôi ăn gì đó lót dạ không biết đến khi nào bữa tiệc này mới kết thúc những cô gái có mặt trên du thuyền ngoài tôi và huyền ra đang bắt đầu có những màn nhảy múa nóng bỏng tôi là phụ nữ xem xong còn đỏ mặt. Đám bạn của Khánh khoái chí hò reo ở Mỹ. Bàn tay đặt ở eo của tôi từ từ di chuyển. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, nhưng khiến cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Bởi vì tay của Khánh đã chạm vào ngực của tôi. Tôi né tránh. Em qua bên kia lấy đồ ăn. Em đói bụng à? Dạ vâng, nãy giờ em chưa ăn gì. Em đi đi, đêm nay còn dài, Chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng Tôi chèn qua đám đông Đi tới chiếc bàn đựng đồ ăn phía đối diện Bóng lưng thẳng tắp của Kiệt Níu bước chân của tôi Cậu ấy như tách biệt với mọi người nơi này Dựa vào lan can và uống rượu Huyền thì không thấy đâu Tranh thủ lúc Khánh đang chìm đắm Trong rượu ngon và gái đẹp Tôi gặp Kiệt một lát Khi tôi tới gần Cậu ấy xoay người lại Nhìn tôi đắm đuối Tại sao cậu lại đồng ý tới đây. Bởi vì có chị, tôi không yên tâm khi mà chị đi riêng với hắn. Thế còn Huyền đâu? Tôi không biết. Ánh mắt của Kiệt quá mức dịu dàng, làm cho tôi muốn tan chảy theo dòng nước phẳng lặng kia. Đêm nay chị rất đẹp. Có đẹp bằng năm đó không? Kiệt mỉm cười lắc đầu. Tôi của năm đó đúng là lúc xinh đẹp nhất để gặp Kiệt. Tôi của 4 năm sau chỉ có thể ôm nỗi tương tư mà nhìn cậu ấy đứng cạnh cô gái khác huyền trở lại cầm theo hai ly nước ép nhớ tới âm mưu của cô ta tôi đoán không lầm thì một trong hai ly nước kia chắc chắn có vấn đề cơ hội tốt như hôm nay tại sao mò huyền có thể bỏ qua chứ hành động mờ ám của cô ta khiến cho tôi không thể nào không sinh nghi huyền giành lấy ly rượu của kiệt ngọt ngào lên tiếng anh đừng có uống rượu anh uống nước ép đi này nhìn ly nước sắp tới tay của cậu ấy tôi mỉm cười cắt ngang tôi đang khát nước ly này cho tôi đi này chị sao thế chỉ có một ly nước thôi mà cô không hẹp hòi như vậy chứ nhưng đây là nước tôi làm cho anh kiệt chị muốn lấy qua bên kia mà uống nhưng mà tôi thích ly này hơn cảm ơn cô nhé kiệt mỉm cười khoanh tay nhìn tôi Tất nhiên là tôi không dại gì mà uống ở đây Huyền tức anh ách Bím môi Chị trả cho tôi Thôi mà Chỉ một ly nước Bên kia còn rất nhiều Nhưng mà chị Chẳng nhẽ ly nước này Có cái gì đặc biệt sao À không Là em tự tay làm Nên em muốn anh uống thử Xem có ngon hay không Huyền nói dối Tôi quay lại chỗ Khánh trong đám có một cô gái bắt đầu cười quần áo Theo tiếng xeo hò cuồng nhiệt của đám đàn ông Thật là lố lăng Mấy cái trò này chướng mắt vô cùng Khánh ân cần hỏi tôi Em ăn no rồi chứ No rồi Ngồi xuống đây Tôi có quà cho em Tay tôi khẩn trương nắm chặt Khánh hất cầm Một cô gái ưỡn hẹo đi tới Đá mắt về anh ta Rồi cầm lấy ly rượu trên bàn Tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới đáy ly khánh ôm tôi chặt cứng hơi thở ấm nóng quẩn quanh khiến cho tôi dùng mình em uống đi khánh đưa ly rượu ép lên môi của tôi một chiếc nhẫn kim cương đang ở trong chiếc ly tôi không có cơ hội từ chối uống một hơi cạn tôi đáy tiếng hò hét vang lên khánh cầm tay của tôi hôn nhẹ một cái rồi lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào anh ta nói với tôi nhưng mà ánh mắt lại hướng về kiệt đầy khiêu khích đây là nhẫn cưới của chúng ta Chúc mừng anh Khánh sắp cưới vợ Nào chúng ta nâng ly Nhìn chiếc nhẫn trên tay Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười Ngay lúc này điện thoại Khánh đổ chuông Anh ta giơ tay ra hiệu cho đám bạn im lặng Tôi ngồi sát bên Nên nghe loáng thoáng giọng của ông Thiện Đang tức giận truyền đến qua điện thoại Hai chân mày của Khánh nhíu chặt Cầu có Cái gì Không phải là tôi làm Bố đừng có nói lung tung. Ai nấy nhìn nhau rất tò mò. Khánh hình như đang rất tức giận, đứng bật dậy và lớn giọng: Tôi đang bận, đát nữa về nói sau. Ai gọi thế anh Khánh? Bố tao. Cho về đi, ta phải giải quyết một tí việc. Chiếc du thuyền tăng tốc chạy vào bờ. Khánh đứng ngồi không yên nhìn tôi lưỡng lự. Bữa tiệc sinh nhật vì thế mà mất vui. Có người hỏi chuyện gì nhưng Khánh không trả lời. Thái độ hậm hực Khiến cho ai cũng không dám tới gần Tôi ngồi được một lát Thì trong người có cái thứ gì đó bất ổn Từng luồng nhiệt đang dâng trào Bứt rứt và khó chịu Tôi run rẩy viện tay vào ghế Trông tròi lại sự bất thường của cơ thể Chết tiệt Không phải là Khánh bỏ thuốc vào trong ly rượu kia chứ Tôi đưa em về trước Em đi taxi được rồi Anh cứ về gặp bác trai đi Khánh nghĩ gì đó Sau đó gật đầu tàn ra với đám bạn của mình Chờ bọn họ đi khỏi Tôi khụy chân xuống Lào đảo lại ghế đá bên cạnh ngồi Phải làm sao đây Cơ thể của tôi bắt đầu nảy sinh phản ứng Hơi thở trở nên rồn rập Những luồng nhiệt nóng bỏng Chạy dần dàn khắp người tôi Trong lúc mơ màng Tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt mình Tôi nói ngắt quãng Hình như tôi Tôi bị trúng thuốc rồi Kiệt không trần chờ cúi người xuống và bế tôi lên xe. Tránh vò dưa thì gặp vò dừa. Tôi đỡ được ly nước của Kiệt, nhưng chính bản thân mình lại dính phải. Tôi nóng, nóng quá. Chị cố gắng chịu đựng đi, sắp tới rồi. Tôi vặn vẹo không ngồi yên được. Khi chạm vào cánh tay của Kiệt, trong đầu của tôi bùng nổ một loại khát khao mãnh liệt, như nắng hạn gặp mưa rào vậy, không thể chống cự, ham muốn được tưới mát lý trí của tôi bị dục vọng lấn át tôi không biết kiệt đưa mình đi đâu khi cậu ấy ôm lấy tôi cả hai đã vượt qua ranh giới cuối cùng những nụ hôn vụn vặt những cái vút ve gấp gáp tôi không muốn rời khỏi cậu ấy một giây một phút nào kiệt những gì sắp xảy ra cậu có thể quên như cái nụ hôn năm đó có được không tôi không thể cậu ấy đẩy tôi ngã lên giường từng lớp quần áo được tháo ra tôi thấy may mắn vì người bây giờ đang quấn quýt cùng mình là kiệt ít nhất tôi thấy không bị cưỡng ép tác dụng của thuốc khiến cho tôi dần mất đi ý thức tôi chủ động ôm lấy người đàn ông đang hôn mình kiệt lúc thì dịu dàng lúc lại mạnh mẽ chiếm lấy tôi cảm giác nơi sâu nhất trong cơ thể của tôi được cậu ấy chạm vào tôi ngần ngà theo từng chuyển động hai tay ghi chặt lên vai của kiệt một bên ngực bị nắm lấy nhào nặn tùy ý dưới bàn tay của cậu ấy Cơn đau đớn ập đến Sau đó biến mất nhanh chóng Kiệt hồn lên mắt của tôi Thủ thỉ Còn đau không? Theo bản năng tôi lắc đầu Những chỗ cậu ấy chạm qua Mang đến một loại cảm giác si mê và kích thích Kiệt nâng eo của tôi lên Mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng nhãn mịn Để tôi tựa cằm lên vai của cậu ấy Động tác bên dưới Vẫn không ngừng dừng lại Tôi thích chị Sao cơ Tôi chỉ nói một lần thôi Tôi không nói lại đâu Đang trong cơn đê mê Tôi ngửa cổ ra sau Mái tóc dài buông xõa Kiệt nói gì tôi không nghe rõ Hờn rỗi đánh lên vai của cậu ấy Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi Hết của tôi rồi của Kiệt Nhưng đều trở thành cuộc gọi nhỡ Một đêm không biết bao nhiêu lần Chúng tôi cùng nhau thăng hoa Bỏ mặc thế giới ngoài kia đầy rẫy những mưu mô đang đón chờ trong căn phòng này Tôi chỉ muốn trao hết những gì tốt đẹp nhất Cho người đàn ông biết trân trọng mình Nằm trong vòng tay của Kiệt Tôi áp mặt lên ngực của cậu ấy Và thiếp đi Lúc tỉnh lại tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó Sau một đêm mối quan hệ của chúng tôi Đã trở nên rắc rối Kiệt chưa tỉnh Tôi nhẹ nhàng ngỡ bàn tay Đang đặt lên eo của mình ra Chị định không chịu trách nhiệm sao cậu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào chứ tôi muốn chị chịu trách nhiệm cả đời với tôi không được tại sao cậu biết rồi mà tôi sẽ không để chị cưới anh ta đâu tôi thở dài lười biếng dựa vào lòng của cậu ấy kiệt hôn tóc của tôi chậm rãi nói với tôi chờ tôi một tháng thôi cậu định làm gì tôi không nói cho chị biết được Đêm qua bố cậu gọi Khánh về Có việc gì đúng không Tôi ngẩng đầu thắc mắc hỏi như vậy Anh ta tiết lộ giá đấu thầu Cho bên đối thủ Khiến công ty mất đi một hợp đồng lớn Cậu biết trước Ừ Thì anh ta dở trò với ly rượu của tôi Cậu cũng biết à Không phải Khánh Mà là Huyền làm Hai người này chơi bẩn như nhau Tôi ngồi dậy Lấy quần áo đưa cho Kiệt mặc vào cũng trễ rồi tôi còn đến công ty kiệt có vẻ không vội ngồi nhìn tôi vô cùng thích thú đây là căn hộ riêng của cậu à đúng chị rửa mặt đi ăn sáng xong tôi đưa chị đi làm thôi tôi phải về thay quần áo ai lại mặc như thế này đến công ty chứ tôi biến mất cả đêm chắc hẳn bà hoa rất lo lắng kiệt đưa tôi về thì bị bắt gặp ngay cổng bà hoa ngạc nhiên hỏi ngay con đi đâu Mà cả đêm gì gọi không được Dạ con đến nhà bạn Con uống say nên ngủ lại Bây giờ con đến công ty Buổi tối con về Con kể cho dì nghe sau ạ à? Tôi lên phòng tắm sơ qua rồi thay quần áo Không ngờ Kiệt còn đậu xe trước cổng chờ tôi Lúc nãy tôi mở điện thoại Ngoài bà Hoa ra Có bốn cuộc gọi nhỡ của Khánh Nếu như Kiệt đưa tôi đến công ty Giáp mặt anh ta thì không hay Nên tôi nói với Kiệt cậu có đi trước đi tôi chờ chị gần một tiếng tôi không thể đưa chị đi làm được sao thế chẳng nhẽ cậu không sợ bố cậu biết à tôi nói rồi chị cứ tin tưởng tôi nào chúng ta đi thôi kiệt cố chấp hơn tôi tưởng từ lúc rời khỏi căn hộ của cậu ấy chúng tôi vẫn chưa ăn gì vừa nãy vội quá không ăn sáng bà hoa có đưa cho tôi một cái bánh sandwich tôi chia cho kiệt một nửa cậu ấy đang lái xe nhìn sang tôi và nói. "Chị cứ ăn đi, tôi đến công ty ăn sau." "Ngon lắm, cậu không ăn thật à?" Thầy Kiệt lưỡng lự, lưỡ, tôi xé một miếng nhỏ đút cho cậu ấy. "Ngon không?" "Ừ, ngon." "Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy?" "À, đó là dì Hoa, mẹ kế của tôi. Năm đó tôi phản đối, bố tôi cưới bà ấy nên tôi mới bỏ nhà đi." Nhờ vậy mà tôi gặp được cậu đấy Bà ấy đối xử với chị có tốt không? Ừ, tốt gì ấy xem tôi như con ruột vậy Ăn uống xong phần bánh của mình Xe cũng đến trước cổng công ty Trước khi xuống tôi nhắc nhở Kiệt Tạm thời cậu cứ đối xử với tôi Giống như người xa lạ Tôi không muốn gặp rắc rối lúc này đâu Ừ, được Kiệt mím môi Sườn mặt nam tính bệnh ra Không nói gì thêm nữa Lái xe rời đi Tôi nhìn theo mà thở dài Không biết rằng phía sau mình Đang có một đôi mắt lạnh lẽo quan sát tôi Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của mi Nhưng mà khi tôi tới Thì không thấy nó đâu Hơn 10 phút sau mới thấy mặt Lại thêm một người xem công ty như nhà của mình Muốn tới lúc nào thì tới Không xem quy định của công ty ra gì Mi rất tự nhiên Mở cửa phòng làm việc của tôi mà không cần gõ cửa. Chị Thư, người lúc sáng đưa chị đi làm là ai thế? Em hỏi làm gì? Mi cười cười và đáp. Chắc không phải là người hôm trước chứ. Em nghe nói chị sắp đính hôn với con trai tập đoàn Thiện Đức mà. Sao lại... Mi này, chị nhận em vào công ty không phải để tám chuyện cùng em. Sáng nay em tới trễ, chị tạm thời bỏ qua. Ngày mai còn như vậy. Thì em không cần đến đây làm việc Vâng Em biết rồi Mà còn một chuyện Trước khi em vào phòng Em phải gõ cửa Đây là phép lịch sự tối thiểu Rõ chứ Bị biểu môi bước ra khỏi phòng Thái độ không mấy mặn mà với công việc này Tôi gọi chú Tuấn và báo cáo lịch trình hôm nay Buổi trưa tôi phải ra ngoài gặp khách hàng Sau khi tiếp quản sự nghiệp của bố Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một hợp đồng lớn Chú Tuấn đi cùng tôi đến nhà hàng Phía bên đối tác chủ động đưa ra địa điểm Vào tới cửa tôi hỏi ngay Chú liên lạc với bên đó rồi chứ à Vâng hình như bọn họ đến rồi Đang ngồi ở bàn phía bên phải Tôi hướng mắt nhìn về phía chú Tuấn nói Gương mặt cười khẩy của Huyền lọt vào mắt của tôi Sao lại là cô ta chứ Không phải là trùng hợp đến như vậy sao Xin chào Tôi là người đại diện của Cúc Hùng Đều là người quen cả mà chị Thư Giới thiệu làm cái gì chứ Chú Tuấn tình ý nhận ra gì đó Nên nhìn tôi gật đầu Ra ngoài gặp khách hàng Điều đầu tiên là phải niềm nở Tôi không được bộc lộ cảm xúc cá nhân Mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty Huống hồ hợp đồng lần này không nhỏ tí nào Tôi mỉm cười và đi thẳng vào vấn đề Chào Huyền Về những điều khoản Đã được hai bên thống nhất Em còn bổ sung gì không? Em có vài điều cần thay đổi. Thời gian hoàn thành dự án sẽ sớm hơn 3 tháng. Bên chị phải đảm bảo không được xảy ra bất kỳ sơ sót nào trong lúc thi công. Nếu có vấn đề gì, em sẽ ngưng ngay thanh toán khi phát hiện. Cô ta muốn đẩy nhanh tiến độ. Điều này tôi có thể đáp ứng được. Còn về phần chất lượng thì không cần phải bàn. Từ trước đến giờ công ty của tôi chưa bị phàn nàn về bất cứ điều gì. Tất cả các công trình, các dự án được đưa vào Sử dụng đều đạt yêu cầu Tôi đồng ý với những thay đổi của Huyền Cô ta tào nhã đặt ly nước xuống Trước mặt thư ký của hai bên Và hỏi ngay Đêm qua chị về sớm thế Tôi không quen về trễ Ồ Anh Kiệt cũng biến đâu mất tâm Em cứ tưởng hai người đi chung với nhau Cô ta đã biết hay là giả vờ Dù sao đi chăng nữa Chuyện phát sinh tôi qua Tôi không muốn ai phát hiện Kiệt bảo tôi chờ cậu ấy một tháng tôi sẽ chờ nhưng không muốn tạo áp lực cho cậu ấy cả khánh và huyền đều không đơn giản hai người họ đang nhắm vào kiệt mà tôi có thể là nguyên nhân chính khiến cho mọi chuyện thêm dây dưa khó giải quyết lúc về tôi có hỏi chú tuấn đối tác của chúng tôi lần này là em trai của bố huyền thảo nào cô ta lại có mặt thế nên tôi nhất định phải chú ý đến hợp đồng lần này buổi sáng kiệt đưa đi làm nên buổi chiều tôi tự bắt taxi về Gần ra tới cổng Tôi nghe vài đồng nghiệp xì xầm to nhỏ gì đó Sau đó nhìn tôi Với ánh mắt đầy hâm mộ Hòa ra cái dáng vẻ lười biếng Dựa vào thân xe hút thuốc của Khánh Lại khiến nhiều cô say mê Anh ta còn ngang nhiên nháy mắt trêu gẹo người khác Ngay trước cổng công ty của tôi Lần này Khánh tới nhưng không gọi trước Hình như anh ta giải quyết xong chuyện của mình Trông rất nhàn rỗi Thư anh tới sao không gọi em xuống tôi cũng mới tới bố nói đưa em về nhà ăn cơm vâng ạ à? khánh mở cửa xe cho tôi mới ngồi vào thì nghe giọng của my nhiệt tình hỏi anh là chồng sắp cưới của chị thư đấy à đúng rồi em là dạ xin giới thiệu với anh em là my em họ của chị thư à hai người định đi đâu vậy có thể cho em đi nhờ một đoạn được không được chứ em lên xe đi Khánh rất sảng khoái đồng ý Còn mi thì hí hửng ngồi ghế sau Làm vẻ thân thiết nói với tôi Chị Thư Chồng sắp cưới của chị đúng là ga lăng nhở Sáng đưa đi làm Giờ lại đến đón về Mặt của tôi méo sạch Cái con bé này cố tình gây hấn với tôi đây mà Câu nói của nó vừa hay thu hút được sự chú ý của Khánh Anh ta nhếch môi Lúc sáng Tôi có đưa em đi làm sao Mi nhìn nhầm thôi là bạn của em Tối qua em đến nhà nó ngủ Nên sáng nay nhờ nó đưa đi làm Có phải không? Bạn nam hay bạn nữ vậy? Là nữ à? Nếu có thể tôi muốn đuổi Mi xuống xe ngay lập tức Nó ngồi sau Cười vô hại nói tiếp Thế mà lúc sáng ừ, Chả biết mắt của em như nào Mà lại nhìn ra nam mới chết chứ Đi chiếc xe Sang trọng Lóa cả mắt Thảo nào em bị lóa mắt Nên nhìn nhầm rồi đấy Tôi đáp một câu khiến cho mì cứng họng Bàn tay đặt trên vô lăng của Khánh Nổi đầy gân xanh Anh ta bắt đầu nghi ngờ Hoặc là giả trước giờ Khánh luôn muốn tìm được bằng chứng Tôi và Kiệt qua lại với nhau Nhất định không thể để Cho anh ta nắm thóp Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 3 của bộ truyện khi tình đầu là tình cuối được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện. Tâm An thì cảm thấy rằng là chắc hẳn là cái ông Khánh kia, ông ấy cũng có tình cảm với thư rồi nên mới tử tế đối xử với thư khác với những cô gái khác như vậy. Và còn cô gái tên Huyền kia Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này để rồi xem cái thai trong bụng của Huyền phải đổ tội cho Kiệt như thế nào. Rất là nhiều âm mưu đang còn vây quanh Thư đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép man an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.